À, tới nhà tao rồi nè. Ở đây đi. Nhà chị ở đây hả? Thấy nông thôn người dân ít nhà quá ha. Trời ơi, gió mát chịu vậy chứ nó thoải mái hơn ở chảnh chứ lắm. Để mày ở với nó hoài. Hồi xưa mày đỡ lắm mà sao giờ ra nông nổi này dữ thằng hả trời. Nó ăn nhậu đánh đập hoài à. Vì sao mày không báo công an? Mày không thưa báo công an chi, chồng mình báo công an chi trời. Vì để nó quýnh hoài vậy đó trời. Trời ơi trời, gặp vòng tao là tới công chuyện rồi. Mát hủi ơi, quen con này quen con trời kia. Trời ơi, ai chân mình mẩy sao bầm tím hết trơn vậy á. Nè, nó quýnh nè. Ôi trời, bầm tím hết trơn cái lưng luôn rồi trời. Hồi đó mày là qua khôi nhất trường đó mà giờ vậy đó. Nó quen này quen kia thì bắt ghen nó muốn chết luôn. Đêm thức hôm ăn ngủ không được, tàn tạ nhung nhang. Hồi đó phải mày chịu thằng kia là được rồi. Tự động nó lâu quá tao cũng quên cái tên gì nữa. Bây giờ nó chạy xe du lịch đó. Xe 7 chỗ á, mày mới bây giờ đó. Đó tao kêu á, mày chịu nó đi mày không chịu. Mày đi chịu thằng chồng của mày, giờ nó nổi vậy đó. Số chọn mình chứ mình đâu chọn nó được ơi. Đó nghe lời tao là giờ nó sướng rồi. Ôi giờ bà làm gì? Giờ hả? Cho tiền góp. Nó nhỏ nhỏ thôi. Nghe nói làm 3 ngày nó tội lắm đó. Có đâu. Mình cho rẻ mà. Cho gì nặng lãi là tội lắm đó. Mình cho người ta cắt cổ mới tội. Còn mình cho cái quá rẻ luôn. Có rẻ là cho nhiêu chơi đi. Cho tôi hỏi đi rồi tôi đem cho người ta hỏi lại. Trời ơi mày ấy cho mày hỏi nó khùng mấy vậy. Chị em mà tao cho mày mượn thôi chứ hỏi gì mà hỏi. Chị cho tôi mượn đi tôi cho người ta hỏi lại. Tao mày hồng tao lao mày. Giỡn hoài. Chứ giờ tôi cũng có tiền nè mà giờ tôi giờ biết cho ai vậy. Tao thấy mày giờ không có ổn định rồi thôi mày ở nhà tao thơm đi. Rồi chừng nào á mày thấy mày ổn lại được á, vui vẻ lại á, rồi mày hãy đi làm lại. Bây giờ mày đi làm mày tinh thần mày cũng có đâu mà mày đi làm. Vậy cũng được, mấy mà ở đây biết có làm phiền hai chồng bà không? Phiền gì đâu, chị em mà phiền hà gì. Dạ. Bụng. Ở được đó, chị em mà. Ủa mà nhà bà có gì ăn không? Tôi đi shop giờ tới bụng quá trời. Tính đi mua mà tao gặp mày tao dẫn mày vô về đây luôn rồi sao chưa có mua gì cho. Mấy bà đi mua đi để tôi trong rồi. Ê vô bắt cơm giùm đi nha. Gạo tao để phía bên tay phải đó, cái nồi cơm ở bên tay trái. Thôi gì tao đi mua đồ nha. Tôi dạy bà về. Rồi rồi. Chờ lâu quá trời. Để mình hù quá mới được. Nó làm gì đó? Gì chưa? Hôm nay anh sẽ khiến em có một sự bất ngờ. Tại anh nó tên. Anh sẽ khiến em quỳ lại dưới chân anh. Mời đẹp. Mời đẹp. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Ủa? Em trong nhà anh. Em đi chợ sớm giờ. Ủa? Anh làm gì mà anh vui cười vậy hả? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ai hả? Nhớ bạn em. Em mới dẫn về nhà rồi sớm. Sao hả? Không có gì, không có gì đâu. Tại ảnh tưởng bà đó. Anh đi tắm à? Ừ, đi tắm đi. Tưởng tôi là bà thôi, có đâu có gì đâu. Tại vì có hai chồng không à. Rồi bữa nay xuất hiện mày nữa cho nên chồng tao nó không biết. À tao đi, để tao đi vô làm đồ ăn. Cái gì đâu mà vui dữ không biết.
làm gì á? Hôm bữa anh có cho em sự bất ngờ đó, giờ em tạo sự bất ngờ lại cho anh nè. Anh thấy sao? Chắc anh này... Hả? Anh ấy, chết đau mà chết. Trời ơi. Hôm bữa anh tạo bất ngờ cho em, giờ em tạo bất ngờ lại. Tử mà nó hay được rồi. Em giật được quá. Ở bên kia chồng chồng em xua đuổi em qua đây, em lẽ anh xua đuổi anh đi nữa. Khác đi chuyện này, thằng nó vô mà nó bắt gặp hai đứa đi đâu bây giờ, cái là thôi là đi vui mẹ luôn á, không có sao đâu. Vợ của anh đi chợ rồi, cũng là nghĩ là tự nhiên đó đi được nó giết đó, giết đâu mà giết, có gì để em lo cho. Làm gì nó vô cái là chết chuyện đó thôi, không có vô đâu đi. Thôi không có vô đâu, làm gì ở trước kìa. Không, anh nằm xuống đi. Nằm xuống đi. Xuống đi, anh nằm xuống đi. Ê, trúng đâu? Trúng đâu vợ? Dạ vô, dạ anh đây. Trúng đi. Ở chỗ này nè. Ê, gì vậy em? Cửa này anh vô, bữa nay sao lại cửa này vậy? Ê, có ngày đâu mà mới có vô, nằm nghỉ chút xíu đây nè. Ê, ở bên đó ngoài nó vô. Ôi. Đang nằm nghỉ ở đây nè. Ơi. Anh đây nè. Đây nha. Bằng lực quá. Làm gì đây? Vô trong này nó vô này nó ve vẫn anh. Yeah. Ừ. Còn rồi anh cự tiệt nó. Giờ. Sao lại? Anh ơi, con này nó nó vẫn ngồi nó con chàng ông vẫn hết tu hút tiền, vẫn nó dụ dỗ nó lấy tiền vậy. Yeah. Nó chim hôn con bạn em biết anh hôn đó, không thôi là mình trả tiền cho nó mạt luôn để em có cách này. Mày bước đi. Ủa tao chứa mày trong nhà thấy mày á khổ, bị chồng mày quánh hành hạ, không ngờ á mày đến đây đang mày câu chài chồng tao. Thôi bà tha cho tôi đi, bà tha cho tôi. Tha gì? Tao tao á điện xuống cho ba mẹ mày hay, tao điện cho chồng mày hay luôn. Thôi mà tha lỗi cho tôi là thôi thôi, không có tha nữa mà. Tha cái gì mà tha? Có tha đâu. Thôi. Được thì mày làm. Mày nghĩ sao mà đi vô nhà tao mà mày vậy hả? Tôi lại bà, tôi lại. Lại gì? Còn muốn gì cũng được hết trơn á vậy. Bà muốn gì cũng được hết trơn á. Ông mấy giờ tôi chuyển tiền cho bà nghe, tôi chuyển cho bà 20 triệu nha. Thôi 20 triệu à, gửi gì qua trong ba má mày đi. 30 nha. Không 30 đi. Không 30 ít triệu à. 40 hay 50 đi. 40 đi. 50 đi. Còn mấy chút tao điện liền. Sợ đâu anh. 50 rồi 50 phải không? Rồi mày chuyển qua liền cho tao đi, để hồi mày xuống. Cất mà. Rồi. Rồi đó anh này. Đi thôi, tôi đi nghe bà. Con này nó chuyên gia câu dẫn chồng ta. Trời trời. Yeah. 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 À, xin bái phục. Ủa sao làm gì mà có cái ý kiến cào vậy hả? Thấy hả? Nó chuyên gia gì đó, em biết bẫy nó hết trơn à. Thấy chưa? Thấy vợ anh giỏi chưa? Giờ mình có 50 triệu anh làm gì? Mình muốn gì cũng được. Rồi anh thưởng cho.